sau khi các bạn móc được một mảnh như vậy thì khi mặc nó sẽ ôm. Đối với lại những cái bạn mà xài dây kéo đây nhá, mảnh là mình móc đây đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình viền mùa hàng mũi đơn, chạy dọc từ đây, chạy dọc từ đây sẽ hết cái lưng quần, thì nó sẽ ôm được cái bản lưng này của mình một lần nữa. Đây mình sẽ viền ở đây. Sau khi các bạn móc 5 cái hàng mũi V này thì các bạn đi lên cho mình một bính và các bạn móc vào đây một mũi đơn. Các bạn lưu ý ở 5 cái hàng này á, là mình móc là mũi kép đơn, thì những cái thân ở trong thân của mũi kép đơn này mình chỉ đi 2 mũi đơn thôi, nó sẽ không bị dư. Đây nhá, các bạn sẽ móc vào mũi bính, các bạn sẽ móc vào mũi bính nè, mũi bính. Mình sẽ không móc vào mũi này, mình sẽ móc vào mũi bính. Sau khi mà các bạn móc hết 5 cái hàng này thì nó sẽ tới cái hàng là mũi kép đôi. Ở những hàng mũi kép đôi thì ở trong cái thân mũi kép mình sẽ móc là 3 mũi đơn. 1 2 3 Sau khi các bạn móc xong một hàng này thì các bạn sẽ đi ngược lại thêm một hàng nữa cho mình. Là tổng cộng mình sẽ đi 2 hàng mũi đơn nha các bạn. Thì để cho cái đường viền này của mình nó sẽ đẹp hơn khi mà mình tra dây kéo vô. Với lại các bạn lưu ý, đối với cái hoa văn này á, thì cái phần này nó sẽ là phần mặt phải của mình. Đây, cái phần này nó sẽ là phần mặt phải của mình nha các bạn. Còn cái phần này nó sẽ là mặt trái, các bạn lưu ý. Hoặc các bạn có thể làm ngược lại cũng được, nhưng mà mình làm cái mặt này mình thấy nó đẹp hơn. Sau khi mà viền xong, các bạn nhớ viền cho mình 2 hàng mũi đơn. Ở phần viền dây kéo và nẹp lưng á, mình có nói là các bạn đi 2 đường mũi đơn. Nhưng mà mình thấy 2 đường mũi đơn mà ngay cái phần bản lưng này á, thì nó sẽ không được đẹp. Cho nên là các bạn chỉ đi 2 hàng mũi đơn ở cái phần các bạn vô dây kéo là phần này. Nếu mà các bạn đi một đường á, mũi đơn á, thì nó sẽ bị nhanh như thế này, nó sẽ không đẹp. Cho nên các bạn đi thêm một đường nữa để cho cái miếng nẹp của mình nó nằm nó đẹp hơn. Còn ở phần bản lưng, các bạn sẽ đi mũi dời cho mình. Phần góc này thì các bạn sẽ thêm là 2 mũi đơn như trung chân. Lên tới hàng thứ hai cũng vậy, các bạn đi vô đây một mũi đơn và thêm một mũi dời để bắt đầu mình móc bản lưng. Nhìn bản lưng của mình trông nó sẽ đẹp hơn nè các bạn. Sau khi móc xong hàng thứ hai, các bạn móc vòng hết qua bên đây thì mình sẽ bắt đầu mình nối chỉ. Nối chỉ để mình nối hai cái đường nẹp này lại với nhau. Và mình sẽ bắt đầu mình móc tiếp xuống với phần mông của mình. Sau khi mà các bạn móc xong 2 đường viền thì các bạn sẽ đi cho mình là 2 mũi bính. Sau khi móc 2 mũi bính xong thì các bạn sẽ nối
có cái đường bên đây, các bạn xin nối vô. Nó ở mũi giờ nha các bạn. Sau khi mà các bạn nối xong thì các bạn sẽ lên cho mình là 4 bính. 1, 2, 3, 4. Và mình sẽ bắt đầu mình móc trở lại cái hàng hoa văn đầu tiên của mình. Đây là mũi kép đôi. Khi các bạn móc cái hàng này á, 5 cái hàng mũi kép đơn này là nó đã kết thúc một cái mẫu hoa văn của mình, thì mình sẽ trở lại cái hàng đầu tiên là mình sẽ móc là hàng kép đôi bình thường. Ở hàng kép đôi này thì các bạn sẽ thêm mũi cho mình y như là ở hàng mũi kép đôi mà các bạn đã thêm mũi ngay lúc đầu, là cứ 15 mũi kép thì các bạn thêm cho mình là một mũi kép đôi. Cứ 15 mũi kép đôi các bạn sẽ thêm một mũi kép đôi. Một, các bạn nói tại sao mình lại phải đi 2 mũi bính này, tại vì cái phần 2 mũi bính này á, là mình sẽ ráp dây kéo, cho nên là mình phải chừa 2 mũi bính nối lại, thì cái phần dây kéo họ của mình á, để nó mới vừa, nó mới đẹp, nó sẽ không có bị cộm ngay cái chỗ này và nó nằm êm ngay cái chỗ này nha. 15 mũi kép đôi, các bạn nhớ thêm cho mình là một mũi kép đôi y như là thêm mũi đầu tiên của mình. Bây giờ là từ cái điểm này mình đã xuống tới cái phần mông thì mình sẽ thêm. Đối với những bạn nào mà móc với cái bản lưng mà dây rút thì các bạn ở hàng này các bạn đi cho mình là 20 mũi kép, các bạn hãy thêm mũi một lần để mà nó tránh là mình sẽ bị quá rộng cái phần mông. Vì cái phần bản lưng của mình là mình đã móc rộng hơn eo của mình 2-3 phân, cho nên mình không cần thêm nhiều mũi nha. Nếu mà các bạn thêm quá nhiều mũi thì nó sẽ quá rộng, nó sẽ không đẹp. Nó rộng vừa phải thì nó sẽ đẹp hơn. Mũi các bạn sẽ thêm mũi một lần như vậy cho mình và các bạn móc hết hàng. Những hàng kế tiếp mình sẽ móc như là cái đoạn hoa văn lần đầu của mình và mình sẽ tiếp tục thêm mũi như lần đầu ở cái đoạn mũi kép đôi tiếp theo. Các bạn lưu ý khi mà mình móc ở cái phần hoa văn sò này á, nếu mà số mũi của mình nó dư một chút so với cái phần hoa văn sò này thì thay vì ở dưới đây mình sẽ cũng đi là 7 chân mũi kép thì mình sẽ lùi lại, mình đi thành là 5 chân mũi kép, nhưng mà phần sò của mình nó vẫn là đủ 7 kép cho một mũi sò nha các bạn. Vì nó nằm là gần ngay phần mông cho nên các bạn có thể thêm mũi như thế này để cho cái phần mông của mình nó thoải mái cũng được, không sao hết, nó sẽ không bị dư. Ở dưới đây thay vì mình cắt 3 chân thì mình sẽ cắt 2 chân thôi. Và mình tiếp tục, ở đây mình còn 5 mũi, mình cũng làm y như vậy, bên này mình cắt 2 chân, mình móc vô giữa 7 kép thành một mũi sò, nhưng mà phần dưới chân sò thì nó chỉ là 5 mũi thôi nha các bạn. Sau khi móc xong phần hoa văn sò này mình thêm mũi như vậy thì mình vẫn móc bình thường. Còn bạn nào mà khi mà chia mình thêm mũi mà nó đã đủ số hoa văn sò thì các bạn cứ móc bình thường nhé. Mình đã nối lại cho nên mình sẽ không có để mà mình móc lật y như là cái phần hoa văn sò đầu tiên của mình ở trên đây được.
mình vẫn móc sò bình thường, mình kép mũi và mình tiếp tục móc một hàng kép. Được. Chỗ nào lõm thì các bạn sẽ kéo mũi kép cho nó dài lên một chút, còn cái chỗ nào mà nó lồi nằm ở trên như vậy thì mình sẽ kéo cho nó ngắn lại, mũi kép đôi chỗ đó nó gắn lại, nó sẽ đều. Hàng này mình sẽ không thêm mũi nha các bạn. Các bạn móc dài xuống thì các bạn sẽ lấy thước các bạn đo, nếu như mà nó là mình đo cái phần hạ đáy để mình đã bắt đầu mình chia đáy, các bạn đo cái phần hạ đáy nó sẽ bằng số đo mà lúc đầu mình hướng dẫn các bạn làm cái cách đo mà hạ đáy, các bạn chia đôi cái phần đó ra thì các bạn sẽ được cái phần hạ đáy. Nếu như mình mà size M, nếu mà mình làm lưng cao á thì phần hạ đáy của mình nó sẽ là tầm 22 tới 23, còn các bạn mà làm lưng sệ thì cái phần hạ đáy của các bạn nó chỉ tầm 18 thôi nha. Còn đối với size L thì các bạn sẽ hạ cho mình là 25 cm để mình mặc nó thoải mái, nó sẽ không có bị kích nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ móc dài xuống cái phần hạ đáy và mình sẽ bắt đầu mình tiếp tục mình sẽ thêm mũi khi mà mình hóc móc hết cái hàng mũi kép kép đôi. Sau cái phần sò này xong, mình sẽ đi tiếp hai hàng mũi kép đôi chụm đầu chụm chân y như là ở cái phần đầu, và mình sẽ thêm mũi ở cái hàng mũi kép này, thêm mũi kép nữa ở cái hàng mũi kép đôi mà giống như mình lần đầu tiên mình thêm mũi lần thứ nhất vậy đó. Sau khi các bạn thêm mũi ở hàng mũi kép đôi này thì mình sẽ bắt đầu móc tiếp hàng mũi kép chữ V. Ở hàng này thì khi mình đã nối lại rồi thì các bạn sẽ móc chữ V như vậy cho mình nha. Các bạn lên 4 bính. Mình sẽ đi một mũi kép vào cùng chân của cái dây bính này, kép đơn nha các bạn. Ở hàng này thì mình cũng vẫn sẽ tiếp tục là mình thêm mũi, cho nên là cũng cứ 15 mũi các bạn sẽ thêm cho mình là một mũi bính. Các bạn sẽ móc mũi chữ V bình thường đến 15 mũi và mình thêm một mũi bính. Các bạn sẽ đi 5 lần mũi chữ V, 1, 2, 3, 4, 5. Và ở đây mình sẽ thêm một mũi bính. Các bạn sẽ móc một mũi bính ở đây. Ở dưới này các bạn chỉ cắt hai chân thôi nha, hai chân. Các bạn sẽ móc mũi chữ V bình thường. Cứ vậy các bạn lặp lại hết hàng. Lên hàng sau của mũi chữ V này, mình sẽ móc như cái hàng một mũi chữ V. Năm mũi V thì các bạn thêm một mũi bính cho mình nha. Ở dưới nó chỉ cắt hai chân thôi nha các bạn. Khi các bạn móc mũi chữ V đến cuối hàng mà mình còn dư 3 mũi như thế này, mà ở đây thì mình đã được là 4 mũi chữ V, thì các bạn sẽ móc cho mình vào đây là mũi chữ V luôn, là đồng thời mình cũng đã thêm mũi rồi. Và lên cái hàng tiếp theo thì ở dưới mình móc sao thì ở trên mình sẽ móc đi như vậy. Các bạn kết lại. Đây hồi nãy mình móc là 4 mũi bính thì mình sẽ chừa ra một mũi bính ở đây.
rồi mình sẽ chừa ra mũi bính và mình sẽ móc vào cái mũi bính thứ ba để mình kết thúc một hàng. Lên tới hàng trên thì các bạn sẽ đi cho mình là 3 bính, sau đó các bạn lật mặt lại và các bạn móc mũi chữ V bình thường. Ở dưới các bạn thêm mũi bính ở chỗ nào thì ở hàng trên các bạn cũng sẽ móc y như vậy cho mình nha. Thì khi mà các bạn móc đến cuối hàng thứ hai như vậy á thì các bạn sẽ đi một mũi kép vô trong cái dây bính hồi nãy mình mới lên, và mà sau khi mà một mũi kép vô trong đây á, thì các bạn sẽ móc thêm một mũi bính và các bạn kết vô cái mũi bính thứ ba này, và mình kết thúc hàng và mình sẽ lên trên hàng thứ ba. Sau khi móc một kép vào đây và thêm một mũi bính các bạn nối vào, lên hàng thứ ba các bạn lên cho mình một bính, sau đó móc một mũi đơn, tiếp tục lên 3-4 bính. Ở hàng chữ V mũi ở hàng mũi chữ V hàng thứ ba này thì các bạn đi là 3 mũi chữ V, các bạn sẽ thêm một mũi bính cho mình. Cứ 3 mũi chữ V các bạn thêm cho mình một mũi bính đi hết hàng. Lên tới hàng thứ tư và hàng thứ năm thì các bạn sẽ móc y như hàng thứ ba. Ở hàng thứ hai ở dưới đây là các bạn đã thêm một mũi bính thì mình không cần để tới nó, mình cứ móc là cứ 3 mũi chữ V mình sẽ thêm một lần. Các bạn lưu ý cho mình, sau khi mình móc hết hai đoạn hai vanh này mà nó vẫn chưa đủ cái phần hạ đáy của mình đó, thì các bạn sẽ móc thêm và các bạn sẽ tiếp tục thêm mũi để cho nó bằng cái phần ngang mông của mình. Tại vì tùy thuộc vào tay móc của mỗi người mà mũi kép của mình nó sẽ cao hoặc là thấp. Nếu như mà các bạn móc màu kém mũi kép cao giống như mình như vậy thì các bạn móc hết hai cái phần hoa văn, họa tiết hoa văn này thì nó sẽ đến cái phần mình chia đáy. Mình đã móc đủ cái phần hạ đáy, bây giờ mình bắt đầu mình chia đáy. Ở phần chia đáy này thì các bạn sẽ đếm tổng số mũi để mà mình chia đôi ra. Sau khi đếm tổng số mũi xong, các bạn lấy ghim các bạn đánh dấu lại như vậy và mình bắt đầu mình móc cái phần mình chia đáy. Ở phần chia đáy này á thì tùy vào cái phần mà đùi các bạn to hay nhỏ để mà các bạn thêm cái số mũi bính cho nó nhiều hay ít. Ví dụ nếu như mà đùi các bạn vừa vừa thì các bạn sẽ móc ở đây cho mình là 20 mũi bính. Còn nếu như mà đùi mà bạn nào mà to hơn thì các bạn sẽ tăng số mũi bính này lên để cho nó vừa với cái vòng đùi của mình nha các bạn. Sau khi các bạn móc một dây bính như vậy thì các bạn sẽ nối lại, nối với cái điểm mà các bạn đã chia như vậy. Các bạn sẽ nối lại bằng mũi dời và mình sẽ bắt đầu mình móc mỗi ống. Mình tiếp tục trở lại cái hàng đầu tiên của dãy hoa văn. Các bạn lên 4 bính. Từ đây mình sẽ móc thẳng xuống và mình sẽ không có thêm mũi ở một bất kỳ hàng nào hết. Từ cái điểm này, cái điểm chia ống này ra thì các bạn sẽ móc thẳng xuống và các bạn móc dài tùy vào cái ống quần mà các bạn muốn nó dài tới đâu nha các bạn. Ở hàng này là mỗi chân một kép đôi.
các bạn móc thẳng xuống, ống các bạn muốn dài bao nhiêu thì mình sẽ móc bấy nhiêu. Và các bạn tiếp tục lặp lại cái mẫu hoa văn. Sau khi các bạn móc xong cái phần dài ống quần thì các bạn sẽ đi một hàng sò 7. Sò 7 là các bạn đi 7 mũi kép vô trung chân, mình tạo thành một mũi sò. Rồi sau khi móc xong cái hàng sò này á thì các bạn sẽ đi thêm một đường mũi đơn ngược. Để đi mũi đơn ngược thì các bạn lên cho mình là một bính. Sau đó các bạn sẽ đẩy ngược kim về cái mũi mé bên tay phải của các bạn, đi ngược lại so với mình móc bình thường. Các bạn kéo xuống, mình móc qua và mình móc luôn qua hai sợi trên kim. Cứ thế mà mình tiếp tục mình làm cho đến hết hàng. Mũi chân các bạn sẽ móc một hàng mũi đơn ngược. Đây, mũi đơn ngược nó sẽ ra như vậy. Và sau khi móc xong cái hàng này thì các bạn sẽ được cái hoa văn như vậy. Cái mặt trái của nó sẽ như vậy và cái mặt phải của nó sẽ như vậy. Nó sẽ tạo cho mình được một cái đường viền như vậy. Cái lai quần của mình nó sẽ đẹp hơn. Sau khi mình móc xong như vậy thì mình sẽ nối chỉ và mình móc tiếp ống còn lại. Sau khi móc xong ống còn lại thì mình sẽ bắt đầu mình khâu ráp dây kéo và mình may lót. Sau khi móc xong một bên ống như thế này thì mình sẽ bắt đầu mình nối sợi và mình móc bên ống còn lại. Bạn nối sợi thường thì nối sợi cái sợi này nó sẽ dễ hay bị tụt nè, thì các bạn để cái móc của mình mà mình móc luôn cái mũi bính nó qua như vậy, nó sẽ giữ lại cho mình được cái sợi này, nó sẽ không có bị tụt nữa nha các bạn. Các bạn đi lên 4 bính. Bạn móc vào đây là một mũi kép đôi. Cái sợi mà mình gầy mũi ấy, thì mình các bạn sẽ cặp theo và các bạn móc mũi kép đôi nó đè lên luôn nhá. Mũi chân mình sẽ đi là một mũi kép đôi ngược lại so với cái bên này. Đây là cái đoạn mà mình móc dây bính để mà mình thêm ngay cái phần mình làm ngay cái phần đáy. Các bạn móc tương tự như bên kia. Sau khi các bạn móc xong cái phần lai quần như vậy thì mình sẽ bắt đầu mình tra dây kéo. Ở phần tra dây kéo này á, thì các bạn không biết may thì các bạn đem ra ngoài nhờ người ta tra dây kéo dùng cho mình và may lót luôn thì nó sẽ nằm êm và nó sẽ đẹp. Nếu mà các bạn khâu tay mặt nó sẽ không đảm bảo nha các bạn, cho nên các bạn đem ra ngoài cho người ta may dây kéo vô cho mình. Bài hướng dẫn của mình đã xong, chúc các bạn thành công khi làm mẫu này. Hẹn gặp lại các bạn trong các mẫu tiếp theo của mình nha.